Ông Trump vừa qua, ông ta đã công bố à, toàn vang cái cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine là ông Zelensky và ông Trump vào ngày thứ tư, ông đã cho công khai toàn vang cái, cái bản đánh máy cái cuộc điện đàm giữa ông và tổng thống Ukraine là ông à, Volodymyr Zelensky vào tháng 7 vừa qua và đây là một cuộc nói chuyện rất là thân thiện, cởi mở, thẳng thắn và phù hợp thông lệ ngoại giao và những người đối thủ chính trị của ông Trump thì uh, là những người trong thành viên của đảng dân chủ họ đã chính thức tiến hành một cuộc điều tra luận tội uh, tổng thống Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì uh, những người uh, đương nghiệp này họ dựa trên một cái sự khiếu nại về cuộc điện đàm giữa ông Trump và tổng thống Ukraine là ông Zelensky vào tháng 7 từ một người uh, ẩn danh và cái người khiếu nại ẩn danh này đã cáo buộc tổng thống Hoa Kỳ đã gây áp lực không phù hợp lên uh, Tổng thống Zelensky để mà điều tra người cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden và người con trai của ông là ông Hunter Biden. Và cả ông Trump và ông Zelensky đều đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc nói trên. Và trước khi mà ra lệnh công khai toàn vang cuộc nói chuyện điện thoại, thì ông Trump đã nói rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đã được chính phủ Ukraine cho phép công khai toàn bộ văn bản này. Và theo cái văn bản được à, giải mật vào ngày 24 tháng 9 thì cuộc nói chuyện điện thoại giữa tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine là ông Volodymyr Zelensky diễn ra trong khoảng à, nửa tiếng vào sáng ngày 25 tháng 7 và đây là giờ miền Đông của Hoa Kỳ. Và cái văn bản này nó dày 5 trang và công khai đầy đủ à, không ẩn à, ý bất cứ một cái nội dung nào. Và đây là cái lần thứ hai À, ông Trump đã gọi điện thoại cho ông Zelensky nhân dịp à, đảng của ông này đã thắng đa số trong cuộc bầu cử nghị viện Ukraine. Lần đầu tiên ông Trump đã gọi điện thoại chúc mừng ông Zelensky đắc cử tổng thống Ukraine vào tháng 4 vừa qua. Và trong à, cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài nửa tiếng vào ngày 25, thì lãnh đạo của hai quốc gia Hoa Kỳ và Ukraine đã trao đổi một cách rất là thân thiện, thẳng thắn và bày tỏ sẽ họ sẽ gia tăng sự hợp tác của hai của hai quốc gia về ngoại giao, về quân sự, về tư pháp và kinh tế. Và thưa quý vị, hai nhà lãnh đạo họ cũng đã hứa hẹn sẽ có các cuộc điện đàm và gặp mặt trực tiếp để mà thúc đẩy mối quan hệ cá nhân và cũng như là để mà tăng cường mối liên quan hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Và khi mà nhắc đến cái vấn đề hợp tác tư pháp, ông Trump có đề cập tới sự việc công tố viên của Ukraine điều tra về ông Hunter Biden là người con trai của cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bị sa thải. Và vụ án này phải tạm ngừng lại Và có rất nhiều câu chuyện về người con trai của ông Biden Rằng ông Biden đã uh, dùng uh, quyền lực của mình để ngừng cái vụ truy tố này Và nhiều người muốn tìm hiểu về cái điều đó Vì vậy bất cứ điều gì mà ông có thể làm với Tổng trưởng lý của Hoa Kỳ sẽ là rất là tuyệt vời à, Ông Biden đã đi khắp nơi khoe khang rằng ông ta đã ngừng cái sự việc truy tố và ông Trump nói trong cuộc điện đàm như vậy. Và để trả lời cho ông Trump thì tổng thống Zelensky nói như sau: Cái vấn đề điều tra vụ án đó thực sự là vấn đề của việc bảo đảm khôi phục cái sự trung thực. Vì vậy chúng tôi sẽ quan tâm tới điều này và sẽ tiến hành sự việc điều tra. Và thưa quý vị, trước khi phát hành toàn văn cuộc nói chuyện điện thoại nói trên thì ông Trump đã À, chắc chắn cho rằng cuộc à, điều tra luận tội tổng thống mà đảng dân chủ vừa tuyên bố là một cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử của hoa kỳ và có lẽ trong cả lịch sử của thế giới nhưng với lịch sử hoa kỳ đó là một điều rất ô nhục